Park Hyun Boy Son nhoé quầy cực sung cùng NCT 127 mừng chiến thắng trước Yu, nhưng không bất ngờ bằng sự xuất hiện trên bảng xếp hạng của Red Velvet. Ngày 5 tháng 6, sân khấu Music Bank đã diễn ra với những màn comeback đến từ Twice, Park Hyun EXO, Monster X, VICTON, TXT. Ngoài được xem những màn biểu diễn ấn tượng, netizen còn chứng kiến màn đối đầu truyền kiếp giữa IZ*U và Park Hyun khi hai ca khúc mới nhất của họ là S và Candy được đề cử chiến thắng cúp âm nhạc tuần này. IZ*U và Park Hyun đối đầu tại Music Bank hôm nay. Chiến thắng đã thuộc về Candy của Park Hyun với tổng số điểm gấp đôi S của IZ*U. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân tố gây bất ngờ khi xuất hiện trở lại tại bảng xếp hạng tuần này là Psycho của Red Velvet. Ca khúc vươn lên hạng 14 khiến netizen vô cùng bất ngờ về sự bền bỉ của bản hit vốn đã phát hành từ năm ngoái. Park Hyun thắng IZ*U cũng không bất ngờ bằng màn cameo của Red Velvet. MV Psycho Red Velvet cầm trên tay cúp chiến thắng, Park Hyun phải thực hiện lời hứa với fan là Boy Son nhòe, theo một concept trong album Delight của anh chàng cùng với việc biểu diễn encore. Sợ đàn anh diễn một mình buồn, NCT 127, nhóm cũng có buổi quảng bá tại Music Bank hôm nay, đã nán lại sân khấu, trở thành dàn dancer bất đắc dĩ, múa phụ họa đầy vui nhộn. Park Hyun mừng chiến thắng cùng dàn dancer, NCT 127. Candy, Park Hyun Music Bank ngày 6 tháng 5 năm 2020. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.